Hello cả nhà hello. Welcome back lần nữa quý vị. Đề tài bữa nay đó là trái dưa hấu Densuki bự rồi. Mà cái kỹ thuật mình trồng là mình treo chứ không phải là mình cho nó bò. Thứ hai nữa nó trèo rất là đơn giản. Tại thí dụ như bên đây nè, anh em nhìn ở trên này. Thấy không? Dưa dưa lưới có dưa Hàn Quốc của mình bò đơn giản vậy thôi. Thành thử mình thay ráp mấy cái cuộc này thôi. Thành thử trái á. Trái giấu đâu trong này đâu rồi, em không thấy nữa. Nhưng mà trái của nó toàn ten trên này á, là nó gị xuống nó nặng lắm. Để em coi trái em đâu rồi. À, em nghe em nói đó, nó treo như vậy mà cái trái nó dày nè, thành thử nó nặng lắm. Nên em thấy không? Đây nè. Anh giấu trọng đó nha. Dưa này dưa Hàn Quốc nha, màu cam cam, ăn rất là giòn và ngọt mát lắm. Nó tóm lại là dây nào cũng có. Còn còn cái em làm hiện tại giờ là em làm cái dưa hấu trước đi. Đồ nghề của em thì cũng rất đơn giản. Cái này khi nào lớn em mới bọc, cái này cũng bọc nhà mặn được luôn, bọc cái gì cũng được hết. Rồi móc vừa móc cuống và móc móc dây. Rồi chương trình em bắt đầu lên đường nè. Ông quải cần tôm đi, khăn gói lên đường, nguyên ngày nay làm chiết mấy chậu rồi giờ này mới mát bắt đầu nè. Giờ em khăn gói em lên đường nha, hẹn anh em lại một chút. Nhớ anh em coi, nhớ like share ủng hộ mình nghe không, bấm like đầu lên. Cảm ơn anh em và quý vị, bà con chú bác mình trước, cảm ơn thiệt là nhiều nghe không. Chương trình của em bắt đầu, em chỉ ai mà trồng dưa hấu đó thì làm giống như em thôi, treo nó lên xong rồi phải móc nó. Bây giờ em để em đi vô cái vườn địa đàng của em. Cái này chắc anh em mình thấy có ngàn lần rồi. Nhưng mà thấy lần nào cũng khác lần nào chứ không có giống rồi nha. Hồi tối mưa quá. Nó tóm lại là cát nó tràn lên luôn, bụi nó càng lên luôn đó. Như trái này em làm rồi nè. Cái trái Suraki đó đó. Densuki. Cái trái đó là treo lên rồi đó, hai móc đen, hai móc đen. Thì cái chương trình để em bỏ đầu ngày em xuống, em chỉ anh em, em chỉ anh em mình, quý vị mình em sẽ làm tới trái nào quăng đầu ngày. Rồi cái trái em làm là kế tiếp là trái này, tại cái này nặng quá nó gị xuống nè. Trái em làm là trái này nè. Lát nữa em sẽ gị dây, em có hai móc đen nữa, lát em chỉ anh em hai móc dây. Gị một cái là ở cuống nha, một cái ở dây như cái này nè. Cái này quá đẹp luôn, cuống dài nè. Cái này hiện tại giờ em móc cho em móc được có cái móc giữa ngay cái này thôi. Để em lấy cái móc móc thử coi coi nó móc được cỡ nào rồi tính. Cái móc của em nè, móc của em là vậy. Ok. Trước khi làm em có, khi trồng á là đã có tính toán trước rồi, chuẩn bị đoạn trái này lát em bọc nó lại luôn, bọc bằng cái lưới. Ok, cái móc này nó sẽ móc vào cái dây của cái này, không biết có quay thấy hay không thôi, chắc này ban đêm nha anh em. Trời bên đây tối á. Em sẽ móc ngay cái cuống nè. Hiện tại giờ thì em treo cái dây nó lên. Chứ trái này bị hư nè, thấy không? Anh cũng bị hư nè, thấy không? Không đậu hư rồi. Hay là bị nắng quá trái rồi. Hiện tại giờ em móc cái em treo cái cuống lên đi của cái dây này. Còn cái trái thì chắc phải tính sau thôi chứ. Giờ thì em treo nó lên là tính dây này, dây đèn LED của em thì chắc này quay lên là thấy chắc rõ đó. Nó em treo nó lên chút nào, thấy không? Đó là gịch cái dây lên đó cho nó nhẹ bớt đi, nó lên chút vậy cho nó đỡ, cái dây nó đỡ bị nặng. Còn nó nặng quá, nó thòng quá thì không ổn, không tốt cho cái dây, tại vì nó tuột tuột có thể bị đứt dây, mà đứt dây thì là không nuôi trái được, không nuôi trái được thì nó không nuôi mình. Ok, dây này em cọc đại khái vậy thôi, còn trái này là em trùm nó lại luôn. Nói hơi tay mình đụng không tốt, thành thử khiêm tốn đụng nó thôi. Mấy cái dây này bò qua bò lại vui lắm, quấn nhau mà sống thôi, cứ đứa này quấn đứa kia vậy.
cái lưới của em, cái lưới này được cũng bọc mận cũng được nha. Ở mình có bọc mận rồi nè. Đó. Đại khái là mình cũng treo nó lên thôi. Cái này thì cái này ngắn à, em lấy cái kế. Kế tiếp là cái này. Oh my goodness. Ok, em sẽ lấy cái này em bọc cái trái dưa. Bọc cái này nó có nhiều lợi lắm. Một là bảo vệ trái, còn hai là biết đâu được mấy con sóc. Ôi đừng nhắc sóc nữa, em sợ nó lắm. Anh em mình chưa có ai lại hỏi thăm thì đừng nhắc tới nó, em không muốn nhắc tới nó đâu. Kẻ thù cũng đội trời chung đó. Ok, cái này bọc lại. Em thấy không ổn rồi. Tại cái bọc này nó hơi dài, thành thử giờ phải cột nó lại. Nếu cột nó lại thì bọc cái bọc kia có lý hơn nha. Em cũng có một cái rồi. Ok, để em thử lấy có nửa bọc này thôi. Tại nguyên cái bọc thì nó không hết. Nửa bọc hiện tại giờ được rồi. Giống như em nói đó anh em, cái này được recycle, mình có bọc đi bọc lại được nhiều lần không sao hết. Này hả, bọc mận này, bọc dưa cũng được, mà em mua nhiều lắm đừng lo. Đó. Cái này có lý nè. Giờ mượn dây của anh này luôn. Mượn dây của anh này treo lên luôn. Đó. À, có lý á. Em thấy vụ án này có lý á. Cái bọc này có lý nè. Có thể ảnh hưởng không lớn nhưng mà đỡ cái dây nhiều lắm. Cái này được rồi nè. Chắc lớn chứ không phải lớn đâu. Phát triển vẫn tốt. Mình không nghĩ nó bị ảnh hưởng đâu. Nhưng mà nói thì nói vậy chứ bị gió thì cũng đứt như thường thôi. Ra ngoài bán ở ở Hòa Bạc, Đồng Bạc mười mấy trái. Tôi đi trồng vậy nè. Nó khổ vậy đó chứ. Anh em thử ra coi Walmart mạc đi. Em nghĩ 4 đồng thôi trái bự vậy nè. Tôi nói ăn cả nhà chứ không phải. Rồi đi trồng tỉa vậy mới khổ vậy chứ. Hết ý kiến ý cò luôn. Đó, cái chương trình treo là vậy đó. Khi nào nó lớn chút thì em thả này ra đây một chút. Mà hiện tại giờ thằng vậy đi. Như nãy em nói em vừa cột đây rồi treo đây nữa. Nó hai ba cái treo được. Nhưng mà tóm lại thì làm được trái này. Đây trái nữa. Trái này thì em treo lên rồi, thì nay mai nó bự cỡ này thì em sẽ lồng đó, lồng kiểu này. Thì hiện tại giờ nói vậy đi. Còn dưa Hàn Quốc em cũng lồng nữa nhưng mà đại khái làm dưa hấu thôi. Làm cái clip dưa hấu anh em thấy được rồi. Dưa Hàn Quốc cũng lồng giống vậy thôi. Ok, clip thì không dài đâu, đại khái thì làm chỉ cho anh em coi vậy thôi. Ai có nhu cầu trồng, ai có sở thích trồng đó thì trồng giống như em vậy. Còn không thì ra Walmart ăn nó rẻ hơn, đỡ cực nữa. Nhưng cũng là cái thú, nói đi nói lại cũng thú anh em ơi. Mình ghiền mình làm mình trồng thôi chứ. Với em làm em chỉ anh em mình thích ai trồng. Dưa hấu này với dưa Hàn Quốc này chỉ có một mùa thôi là dẹp hết. Chậu đổ phân ra lợi, trồng lên lợi, sang năm mình làm chuyện khác rồi. Nhãn em đang phát triển tốt, sao chơi đang ra hoa. Thăng long tắt cũng cửa đã cuối tháng nè, khoảng cuối tháng 7 tháng 8 nó mới đậu, nó mới ra hoa đó. Thôi, đỡ một cái nhẹ anh em thấy cái nào vậy? Cái trái này nãy anh thấy rồi. Là trái đó mình làm rồi. Cái trái dưa Hàn Quốc đó lát nữa em treo cũng giống vậy thôi. Mà dưa Hàn Quốc thì tương đối nhẹ. Với ảnh lùng dưới còn dưa hấu nó trèo cao quá. Ok, cái clip nhẹ nhẹ thôi. Cách treo dưa hấu, em chắc em nghĩ là cái tựa đề là vậy thôi chứ. Treo dưa hấu khi mình trồng. Nhớ like, share, đăng ký nha quý vị. Thank you very much. Bye bye.